Xin chào tất cả các bạn. Xin chào. Và chúc cho các bạn có một ngày thật là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái kênh Inside Sharing mà tôi và bà xã làm. Coi những cái video mà tôi và bà xã tự biên, tự diễn nghe như vậy đó. Và cũng chẳng có cái script gì hết đó. Để mà chia sẻ cái câu chuyện của mình, cái hành trình của mình, cái trải nghiệm của mình, cái kiến thức của mình, cái kinh nghiệm gì đó. Với cái một cái mong muốn là... Bởi vì chúng ta có duyên chạm vào cái hành trình của nhau mà, đúng không? Thì mong muốn là những cái video đó nó sẽ đem những gì đó, nó hữu ích. Hữu ích để cho các bạn có thể suy ngẫm về nó. Có thể reflect. Reflect nghĩa là suy nghĩ thôi. Tư nghĩ về cái điều đó. Để mình cảm nhận được là những cái kiến thức, những cái chia sẻ của tụi tôi á, nó sẽ giúp ích được gì trên cái hành trình các bạn đang đi và hướng đến. Đúng không? Sorry. Trong cái mùa dịch Covid thì... tôi và bà xã có một cái may mắn nữa là kết nối được với rất là nhiều chuyên gia ở trên toàn cầu. Trong vòng 18 tháng, hai vợ chồng mới nói là ok, chúng ta rất là ngưỡng mộ những người ngoài kia, họ có khả năng kết nối, họ có khả năng phỏng vấn những cái chuyên gia giỏi như vậy, và họ làm được thì chúng ta cũng sẽ làm được thôi. Cho nên là tôi mới nói là ok, chúng ta thử kết nối, thử xem, thử mời gọi họ, xem thì họ có chấp nhận là tham gia vào những cái buổi phỏng vấn của chúng ta hay không. Rồi nếu mà họ tham gia phỏng vấn thì chúng ta sẽ hỏi họ cái gì, lan tỏa những câu chuyện này làm sao, để cái kiến thức, cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, cái hành trình của họ để đem đến cho những người khác. Để biết đâu, những ai đó mà xem video đó, những cái video như vậy sẽ cảm giác là có thêm động lực này, có thêm ý chí, có thêm niềm tin, có thêm cái sự hứng khởi để làm những cái điều tuyệt vời. Ok, và cái hành trình của chúng tôi đi phỏng vấn trong vòng 18 tháng, hơn 650 chuyên gia trên 60 quốc gia, trên 5 châu lục các bạn. Và sau đó họ đến Việt Nam, họ có một người bạn mới, một gia đình mới, họ đến gặp chúng tôi. Chúng tôi đi qua Mỹ, chúng tôi gặp họ, chúng tôi đi qua nước khác, chúng tôi cũng gặp rất nhiều chuyên gia. Kể cả cái đợt vừa rồi vợ tôi đi qua qua Mỹ để làm cái hội thảo, gặp cái nhóm leadership team trên toàn cầu của họ. Thì rất là nhiều chuyên gia họ gửi sách tặng cho vợ tôi, để vợ tôi tặng lại cho đồng nghiệp của vợ tôi, hoặc là gửi sách tặng cho vợ tôi để đem về Việt Nam tặng cho tôi. Rất là dễ thương, đúng không các bạn? Đó. Thì xuyên suốt trong những cái buổi phỏng vấn đó, tôi hay hỏi người ta là cái ngày của họ nó ra làm sao, họ sắp xếp cái ngày của họ ra làm sao. Bởi vì sao? Chúng ta ai cũng chỉ có 24 tiếng, giống y chang như nhau. Đó là một món quà Thượng Đế cho, nó cực kỳ công bằng. Cho nên nói là life is not fair, cuộc sống này không công bằng. Thì riêng cái thời gian nó công bằng cực kỳ vô cùng, đúng không? Anh giàu anh cũng chừng đó tiền, mà anh cũng đó thời gian, mà anh nghèo anh cũng chừng đó thời gian anh khỏe anh cũng chừng đó thời gian, mà anh không khỏe anh cũng chừng đó thời gian, anh là nam cũng chừng đó thời gian, mà anh là nữ cũng chừng đó thời gian, trong ngày anh LGBT cũng vậy thôi. Cho nên á, cái khoảng thời gian đã đồng đều như nhau, thì cái cách chúng ta áp dụng cái khoảng thời gian nó như thế nào, nó sẽ giúp cho chúng ta đi một hướng này hoặc đi một hướng khác, trở thành một ông này bà nọ, hoặc là trở thành rất là bình thường như những người còn lại. Thì hôm nay tôi sẽ đúc kết một vài cái điểm mà tôi thấy hay mà họ chia sẻ, để cho các bạn thử áp dụng trên cái hành trình ngày mới của các bạn nó ra làm sao. Okay, biết đâu á, biết đâu là khi các bạn áp dụng, tự nhiên một ngày các bạn sẽ trở thành những người cực kỳ giỏi. Và hãy cho mình cái niềm tin, cho mình cái niềm tin gọi là leap of faith, để tin thử và làm thử, nó quan trọng lắm. Chứ không lúc nào mình cũng đau, thì lúc nào mình cũng nghi ngờ cái này chắc gì làm được, chắc gì làm được, thì bạn sẽ không bao giờ bước những cái bước thử như vậy. Và bởi vì bạn không có bước những cái bước thử như vậy thì là bạn sẽ luôn luôn ở trạng thái của bạn hiện tại mà thôi. Như Einstein nói đó, nếu như mà mình cứ làm những cái việc mà lặp đi lặp lại từ trước tới giờ và mong chờ một cái gì đó mà nó đặc biệt nó xảy ra, thì đó là insanity, nó là sự điên cuồng, sự điên khùng, đúng không? Cho nên chúng ta phải thử, phải có cái động lực để mà thử. Ok, thì tôi đúc kết một số cái điểm. Thứ nhất là hãy bắt đầu ngày mới của mình bằng cái lòng biết ơn. Bởi vì chúng ta có thể mở mắt ra, có thể thở, có thể đón chào một cái ngày mới, là chúng ta những người may mắn vô cùng. Bởi vì chắc chắn ở đâu đó, có thể gần chúng ta, có thể xa chúng ta, ở đâu đó trên trái đất này sẽ có một cơ số những con người, họ không mở mắt ra nữa, không đón chào ngày mới được nữa. Họ muốn nhìn người thân của họ, họ muốn trò chuyện với người bạn của họ, họ muốn làm cái việc gì họ muốn, họ không thể làm được điều đó nữa. Khi chúng ta đón chào ngày mới của mình bằng cái lòng biết ơn á,
Nó là một cách để chúng ta trân quý cái cuộc sống này, trân quý cái cuộc đời này, trân quý những cái gì mà vũ trụ cho chúng ta, Thượng Đế cho chúng ta, Chúa cho chúng ta, Phật cho chúng ta, ông bà cho chúng ta, cha mẹ cho chúng ta, như vậy đó. Thì cái sự biết ơn đó, nó bắt đầu một cái hành trình của một cái ngày. Cho nên những cái gì mà trên cái hành trình đó nó đến á, bạn đã có một cái lòng biết ơn, có lòng trắc ẩn á, cái hành trình của bạn nó sẽ nuột nà hơn rất là nhiều. Ok. Cái thứ hai là hãy bắt đầu cái ngày mới của mình bằng những cái gì nó tích cực. Tích cực ở đây các bạn có thể chọn, có người chọn cái tích cực nó to lớn, tôi không cần những cái tích cực to lớn, mình hãy bắt đầu bằng cái nhỏ nhỏ thôi. Nếu như bạn là người vợ quay qua hôn người chồng mình một cái, người mẹ quay qua hôn con mình một cái, người chồng quay qua ôm vợ mình một cái, chúc cho nhau một ngày tốt đẹp, chúc cho nhau một ngày thuận lợi, chúc cho nhau một ngày bình an, chúc cái gì đó ha. Hay là nếu các bạn là những người đang yêu nhau, gửi một cái tin nhắn cho người yêu, anh chúc em chúc anh một ngày mới thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui, thật nhiều may mắn, dạy như vậy. Nếu mà bạn là một học sinh xa nhà, nhắn một lời về lại cho cha cho mẹ mình, đó là ok con nhớ bố nhớ mẹ, chúc bố mẹ một ngày tuyệt vời, dạng như vậy. Anh mấy nếu là bạn là một người có con đang học ở xa, làm cái điều tương tự như vậy, những cái nhỏ nhỏ thôi nhưng mà bạn mình đang bồi vào trong cái ngày của mình những cái năng lượng tích cực, những cái gì đó tốt đẹp, mình đang lan tỏa cái tốt đẹp cho người khác. Nếu mà bạn thích nữa thì bạn lên Facebook, bạn lấy một cái hình thiệt đẹp, một câu nói thật hay, mình gọi là chúc mừng ngày mới tuyệt vời đến tất cả mọi người. Lên Zalo làm những điều tương tự như vậy, gửi email cho đồng nghiệp, whatever. Hãy bắt đầu ngày mới của mình bằng cái nguồn năng lượng tích cực. Ok, tập thể dục thì ai cũng biết tập thể dục nó quan trọng đúng không? Cho nên là nếu bạn sắp xếp được cái dịch lịch trong cái ngày của mình, đi bộ một chút để ngắm thử cái thành phố của bạn trong cái buổi bình minh sáng sớm, cái sự yên ắng của nó, cái sự chậm chạp của nó, nhìn cái sự chuyển mình của nó dần dần từ cái vắng vẻ nó bắt đầu quá đông đúc dần dần về cái thường nhật của một cái thành phố lớn, các bạn sẽ thấy cái nét đẹp của nó ra làm sao. Ok, chúng ta ngủ 8 tiếng, chúng ta làm việc 8 tiếng là 16 tiếng, chúng ta đi tới đi lui hết cho 1 tiếng 2 tiếng rồi đi. Là 18 tiếng, chúng ta còn 6 tiếng đúng không? Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cho là 2 tiếng, 3 tiếng rồi đi. Là chúng ta còn 3 tiếng. Quá nhiều thứ trong ngày để các bạn có thể làm để tận dụng cái 3 tiếng còn lại đó. Thì những người mà chuyên gia họ dành cái gì tiếp? Trong ngày họ sẽ book một cái khoảng thời gian của họ. Cái khoảng thời gian đó họ tập trung làm cái gì mà họ yêu thích. Ví dụ, nếu mà họ thích đọc sách. Họ thích đọc sách, họ sẽ book một cái khoảng thời gian nhất định trong cái ngày, cái giờ thời gian đó dành cho cái việc đọc sách, đọc tạp chí, đọc thông tin gì đó để mở cái nguồn kiến thức cho họ, mở cái những kiến thức mới. Bạn biết không, ngày xưa tôi không có đọc nhiều những cuốn sách thể loại khác, mà tôi chỉ thích đọc business book không à, đọc sách về selling những dạng như vậy á. Mà sau này tôi càng thích đọc những cuốn sách mới và mình ngạc nhiên vô cùng á, là tại sao mình lại thích lịch sử này, tại sao mình thích khoa học não bộ này, tại sao mình thích học biology, ngày xưa mình ghét vô cùng, sao bây giờ mình lại thích, tại sao mình bây giờ thích học triết học này á. Nhưng mà những cái đọc đó, nó là những cái thứ nó cộng dồn vào và tích lũy cho cái hành trang của mình. Cho nên khi mỗi lần tôi nói chuyện với chuyên gia, các bạn, chuyên gia ngành này tôi nói chuyện cũng được, và chuyên gia ngành khác tôi nói chuyện cũng được, chuyên gia level cao như vậy tôi nói chuyện cũng được, chuyên gia level vừa tôi nói chuyện cũng được, nó không có sự khác biệt nhiều. Bởi vì cái hành trình mà mỗi ngày mà tôi đọc nó tích lũy được rất nhiều cái dữ liệu, rất nhiều cái câu chuyện, rất nhiều cái kiến thức để giúp ích cho bản thân của mình. Mà vợ tôi thì lại không thích là người đọc, cầm sách đọc, nhưng mà lại thích coi những cái kiến thức ở trên cái nền tảng YouTube, coi những cái kiến thức ở trên những cái TV, ví dụ National Geography này, coi những cái kiến thức như vậy. Đó là mỗi người có một cái phương pháp để nhập dữ liệu kiến thức vào trong cái cơ thể của mình, và trong cái não của mình, và cái tim của mình. Thì mỗi ngày hãy book cái lịch, hãy block cái lịch đó dành cho cái việc học những cái gì đó mới, đọc những cái gì đó mới, những cái kiến thức gì đó để giúp ích cho cái hành trang của bạn bây giờ. Và những cái bây giờ bạn làm như vậy, nó chắc chắn nó sẽ là một cái thứ giúp ích cho hành trang của bạn trên tương lai, về lâu về dài. Bạn sẽ không nhìn thấy những cái kết quả ngay lập tức đâu. Nên nhiều người kêu là đọc làm gì rồi cũng chẳng có thấy gì hết. Nhưng mà những cái tích tụ như vậy tới một ngày, nó nở hoa cực kỳ đẹp, nó đâm chồi nảy lộc cực kỳ hay. Và bạn sẽ không bao giờ biết được cái ngày đó là như thế nào. Thậm chí ví dụ như khi chúng tôi bắt đầu viết sách đó các bạn, mình đâu có bao giờ nghĩ là mình sẽ là người viết sách đâu. Nhưng mà cái quá trình mình ngồi, mình đọc, mình học, mình làm như vậy, tới khi mình ngồi mình viết sách đó các bạn,
thư giãn vô cùng. Tự nhiên cái ý tưởng nó cứ trôi ra, nó cứ trào ra, nó cứ trào, cứ nó dâng trào vậy đó. Bởi vì cái quá trình tích lũy nó đã đầy đủ, cho nên khi bắt đầu mình sử dụng nó thì mình chỉ cần kéo nó ra để áp dụng mà thôi, đúng không? Đó, đọc sách, nạp bồi bộ kiến thức. Và cái hạnh phúc á, nó quan trọng nữa là bạn phải có những cái mối quan hệ. Nhưng mà không phải là cái số lượng mối quan hệ, số lượng người quen, người bạn thân nó không quan trọng. Nhưng mà cái chất lượng của mối quan hệ rất là quan trọng. Ở trong ngày của bạn, hãy dành khoảng thời gian nào đó để bạn trò chuyện những cái câu chuyện thật sự chất lượng đối với cái người mà bạn cho là the best, là những người mà là có ít nhất trong cái cuộc đời của bạn. Mỗi ngày hãy trò chuyện ít nhất với một người như vậy. Ví dụ tôi với bà xã tôi mà mỗi ngày đều hay trò chuyện với nhau nửa tiếng, 30 phút, 40 phút gì đó, về một cái chủ đề mà hai đứa tôi thích. Bắt đầu ngồi nói sâu, có những lúc là nói chuyện tưởng là nói nửa tiếng, trong nó thành 2 tiếng, 3 tiếng luôn, là bình thường. Những cái chất lượng của những mối quan hệ đó nó rất là quan trọng để giúp cho bạn nhìn lại, nhìn lại này, rồi tu bổ cái kiến thức của mình và nâng cao cái nhận thức của mình. Những cái mối quan hệ như vậy cực kỳ chất lượng. Và cái chất lượng đó sẽ là cái thứ mà nó giúp cho cái hành trình của bạn đi nó tuyệt vời. Và nó cũng là một cái thước đo để làm cho bạn happy, nó hạnh phúc. Ok. Và một cái nữa cũng cực kỳ quan trọng, đó là hãy dành cho mình một khoảng thời gian trong ngày để làm cái việc gì khác mà bạn yêu thích. Bạn yêu thích, ví dụ bạn có thể thích học đàn, đến đàn piano, học. Dành thời gian nửa tiếng trong ngày để làm cái điều đó. Bạn thích thêu thùa máy vá, bạn thích vẽ như vậy. Hãy dành thời gian trong ngày của bạn để làm cái việc bạn thích. Bởi vì không ai bắt bạn không được làm điều đó hết á. Bạn là người thích mà, bạn thích cái việc đó mà, bạn thích viết mà. Bạn thích viết sách, bạn thích làm thơ này. Block một khoảng thời gian trong ngày của bạn để làm cái việc viết sách, làm thơ, thêu thùa, máy vá như tôi nói hồi nãy đó. Sáng tạo nội dung, whatever, đúng không? Nếu như bạn thích là cái người sau này sẽ trở thành một nhà văn thì bây giờ thử ngồi đọc, thử ngồi viết lao biết đao như vậy đó. Biết đâu thì một ngày mình sẽ là người viết ra được một cuốn sách của mình. Nhưng mà chúng tôi bắt đầu cái ngày cái hành trình viết sách của tôi, chúng tôi đâu có nghĩ là mình sẽ trở thành những người viết sách. Nhưng tự dưng tới một ngày cái hành trình nó đủ đầy, chúng tôi viết cuốn sách bây giờ là cuốn sách thứ 5 của chúng tôi viết chung rồi đó. Các bạn thấy nó ngạc nhiên không đó. Và cái cuối cùng là rất quan trọng. Để mình bắt đầu cái ngày như thế nào thì mình nên kết thúc một cái ngày, nó cũng phải có một cái lộ trình, nó cái hành trình nó đẹp, nó đúng. Cái kết thúc của ngày hãy dành cho bạn một khoảng thời gian trước khi bạn đi ngủ, ngẫm nghĩ lại về cái hành trình, cái ngày hôm nay của mình. Mình làm cái gì tốt, cái gì mình làm chưa tốt, mình nói chuyện với ai mà mình làm người ta mình cảm giác là mình thấy mình cái cuộc nói chuyện đó nó hữu ích, và những ai mình thấy cuộc nói chuyện nó không hữu ích, những cái gì mình nghĩ là ngày mai mình sẽ tiếp tục làm tốt hơn, và những cái gì mình nghĩ là ngày mai mình sẽ không làm và tương lai mình sẽ bỏ nó đi. Những cái khoảng thời gian lặng như vậy á, giúp cho bạn nhìn nhận lại cái con người mình có đang là mình hay không, mình có đang là người mà mình muốn trở thành hay không, mình có đang làm những cái việc mà giúp ích cho mình hay không, cái giá trị của mình nó đang được trân trọng, nó đang được trân quý hay không. Những cái câu chuyện như vậy, những cái cuộc nói chuyện của chính bản thân mình với mình, nó rất hữu ích để cho mình biết được là mình đang ra làm sao, mình đang khỏe, mình đang vui, mình đang buồn, mọi thứ ra làm sao, để cái ngày mai mình có một cái hướng mình đi hướng tiếp, để ngày mốt mình có một cái hướng để mình hướng tiếp, để tháng sau mình có một cái hướng mình hướng tiếp, để năm sau mình có một cái hướng mình hướng tiếp. Những cái hành trình như vậy, những cái câu chuyện mà tôi mới kể cho các bạn, những cái đầu mục như vậy, các bạn hãy thử áp dụng nó vào trong cái hành trình phát triển của mình. Tôi cam đoan với các bạn, nó sẽ giúp cho các bạn biến mình trở thành một con người khác biệt trong khoảng thời gian rất là ngắn. Bạn phải có niềm tin làm điều đó. Ok, tạm biệt và chúc cho các bạn có một ngày thật là tuyệt vời.